Và ngày Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang đứng trước mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Và đây là cái đường từ Hà Sen vào đây là cái đường mang tên nghệ sĩ quý cô chú anh chị. Khi mà mình đến mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh á, thì bà con có thể từ ở cổng Hoa Sen, chỗ Hoa Sen đó, bà con cô bác nhìn bên tay trái là nhìn thẳng qua cổng. Còn nếu mà từ cổng vô á, đụng Hoa Sen đó á, thì mình nhìn bên tay phải mình sẽ thấy một cái bách rau của là cái poster của là cái có hình của chú Vũ Linh. Và vẹo phải về đây là khoảng 100m quý cô chú anh chị. Thì mình sẽ gặp bên tay trái đây á là sẽ có hai ông lăng. Đó quý cô chú anh chị, hai ông lăng đây là và có cái biển vui lòng không đậu xe ô tô ở tuyến đường này. Là biết đó là mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Và hôm nay thì chị Hồng Ngọc cũng vừa mới tặng cho là một vườn hoa đó là vườn hoa của hai ông lăng quý cô chú anh chị để là thử nghiệm ha quý anh chị sống đời. Đây là một cái vườn hoa này theo Duy Minh nghĩ nó mang cái ý nghĩa rất là quan trọng quý cô chú anh chị trong cái sự tâm linh. Đó là hoa này là hoa là trường tồn trường thọ gì đó phải không, nhưng mà trường tồn trường thọ gì ý nói là lâu đời là mà để ở đây á thì tất nhiên là hai ông lăng ông canh giữ đây lâu đời nó sẽ dài lâu, nó mang tính chất là dài lâu là mới đặt cây sống đời ở đây đúng không? Đúng rồi, cây mang cái ý nghĩa trường tồn với chúng chị. Thì mỗi cái lò hoa gì mà chị Hồng Ngọc chị gửi tặng á thì cái đều mang cái ý nghĩa của chị riêng, về chị có cái ý nghĩa đó. Thì anh yêu thì ảnh là chưa ảnh mượn cái cây quay ông quên để lỡ giờ mình phải mượn cây quay của chú Tiểu. Cảm ơn chú Tiểu nha. Chú Tiểu hy sinh cho mượn cái cây quay luôn. Thì mấy anh em đang đi vô bên trong để là lau dọn mộ, thì Duy Minh xin chia sẻ quay kỹ một cái đoạn này tí xíu cho bà con cô bác xem ha. Cái loài hoa rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Đó hoa rất là đẹp và mới đem về á quý cô chú anh chị, cho nên là rất là tươi luôn ha. Đó, chiều nay là chắc mấy anh em mình sau khi dọn mộ lau xong thì mấy anh em mình sẽ đem đi cắt quý cô chú anh chị, chứ để đây là không được. Có thể là mình cắt cái nơi nào mà gần ở đây cũng được, hay là đem đi nhà chờ. Đó, bên trong á là bà con cô bác đang thấy mấy anh em đang lau dọn này ha. Chú Tiểu hy sinh cho Duy Minh mượn cái cây này luôn quý cô chú anh chị. Anh yêu anh mượn anh quên để lại anh đang đi luôn rồi. Đó. Thì Hải ơi, hôm qua khi mà cưng ấy á, cưng đi dọn nhà thì cưng kêu anh là lau giùm phải không? Bữa nay là anh kêu cưng lau giùm đợi giùm anh nha. Trời có gì đâu, lau cái chèo luôn không được. Cái này là sao đây chú Tiểu? Dặn quá. Dặn gì phải không? Cái chữ dặn quá lại đó. Quá trời cái đồ. Chữ người ta dặn qua phá lại nhưng mà nhìn không biết trời. Ồ. Mình lau lại thôi chứ chẳng lẽ lau rồi thôi. Quá trời hay ha. Hôm nay mượn cái cây quay của chú Tiểu luôn quý cô chú anh chị. Bởi vì nó ở đây nói cái gì? Ở đây nói là mấy ông linh lắm. Mới vừa giấy là tới liền luôn á, tới liền. Cái gì phải nó rõ như cái lời giấy của mình nó dính liền chứ nó sắp đặt sẵn hay sao á. Mới vừa ngồi chưa được 15-20 phút nữa. Đó là tới liền. Tới liền tay luôn Phong. Đúng không? Anh là muốn là đi lại. Là mình có là thằng giao cách cảm với chú à. Ok. Bây giờ mình ở đây hoài rồi không đi luôn. Đi nhắc đi. Bởi vì ở đi không chịu đi mà. Hả? Giao cắt cảm với cậu nha, cậu đi cậu dắt đi hả? Muốn chú dắt đi là đâu phải chuyện dễ em. Mà anh muốn không? Hả? Muốn không? Chưa, giờ chú đi. Nói bậy bạ không à. Bớt thì mấy anh rồi. Tém vô hả? Giờ có muốn cũng không được nữa. Mà giờ có muốn vậy
Không, bây giờ chưa. Giờ chưa đi. Tưởng đâu muốn chứ, đứng trong đây là muốn gì là cậu cho nó đó nha. Muốn nhờ mai chú cho nghệ sĩ đồ lên rồi thăm chú đồ. Đúng không chú Tiểu? Cái đó cậu nói mày thì mày muốn cho người muốn với người ta chứ tao đâu có hỏi tao muốn với không. Đây là cái lực lượng đó mà vừa đông mà vừa mạnh. Đó. Kia bồng bốn cái mẹ đi lao biết mà mấy cái xà cừ nó giờ nổi luôn. Cái xà cừ được cái nào. Thôi đeo mưa xà cừ tới cái xà cừ nổi luôn hả? Nói luôn, như lại luôn hả? Lại trực tiếp luôn hả? Không. Phải không? Lại chứ lại. Anh mạnh la chừng nào mà chú nổi lên như là lúc mà ráp mộ người ta mới ứng. Rồi giờ tới tôi quay nè. Rồi chú Tiểu là quay chặn là quay quay chấp là quay trước. Chú Tiểu. Chấp mấy anh quay trước luôn, về em quay sau. Mà. Ra gì như kỹ hoa rồi nha, không có mai cái ý nghĩa lắm á. Mỗi cái lò hoa mà chị Thu Ngọc chị tặng á là để đều có ý nghĩa hết. Sao? Đặc biệt là thấy đó. Có ý nghĩa không? Cho anh em mãi sống đời đó. Cho anh em mãi sống đời không? Cho anh em mãi sống đời. Giờ chú đã nằm đây rồi thì giờ chú là chú hết sống đời. Coi như anh em bây giờ chú là sống mãi thôi. Chú bây giờ là chú. Ui cái chuyện gì? Bây giờ là mỗi người một chỗ một chỗ cái là hết hết luôn rồi đó quý chú vị. Ai ta cũng nói luôn đó. Bây giờ muốn đi đâu mà sao thấy nhiều cái máy quá không biết đứng chỗ nào. Đây 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 đây. Đó, lên lao ông hai. Ông ba. Xuống là người ta nó vũ lên mãi đỉnh là nó la quá trời rồi. Mãi đỉnh là sao? Bây giờ hỏi là sao nữa. Bởi anh không biết cái anh vậy hết trơn hay mãi đỉnh là sao vậy? Nên Google vậy hết anh liền. Mãi đỉnh là biết không? Anh nghĩ coi á, một cái ví dụ một cái ngọn núi đi. Nó có mấy đỉnh? Nó nhiều đỉnh. Đúng rồi. Mà cái đỉnh cao nhất là ở đâu? Đỉnh cao nhất là mình đi không tới gọi là mãi đỉnh á. Mãi đỉnh á. Đúng không? Mãi đỉnh là sao? Mãi đỉnh là cái nơi mà cao nhất của một cái ngọn núi. Mà mình đi hoài không tới gọi là mãi đỉnh. Đúng chưa? Giờ phải đi làm được cái biết luôn rồi. Ông mà cái lúc mà ngã chú xuống nghe bao nhiêu đứng xung quanh mà la nghe. Mấy chị đi ra mấy thằng nước á. Về xe là hoài. Chứ đi xuống này ta cũng thấy được. Về xe á. Chấm xe à. Chấm sổ rồi mấy anh đi xe vô nhà. Nãy giờ quá trời rồi. Cái này bỏ chị. Giữ được, giữ lại cái này. Cái lá đó chị biết sao. Né cho mấy lớn thấp nhang trước cuối cái chú vậy. Cho nên để mai em phối mấy cái bông. Rồi mấy lớn thấp nhang đi. Cái bông này thôi. Còn cái lá giữ lại. Bây giờ mình đi dẹp mấy cái đó để đâu giờ nè. Cái nào anh? Mấy cái cây đó phải dẹp chứ. Hôm nay để đó. Để anh Ngọc tính. Để anh Ngọc tính phải không? Ờ vậy mà thôi để. Bây giờ chú có đụng vô nên ta biết ta dẹp. Mấy cái chú đó là nếu lụm là xiên đó. Tại mấy cái cây này hình như là anh nhớ là có bị ăn rồi. Có ăn không? Ăn. Không, nó đang nhét à, nó ăn nhớt nhớt thực sự. Em có bao giờ nhớt nhớt thực sự vậy mà nó ăn á. Ăn. Mấy cây này ăn mà. Rồi cái đó thôi để cho anh Ngọc anh lo đi, để cho mấy anh lớn anh thắp hương xong đi. Chú Như luôn hả? Thôi giờ mình thắp nhang cho chú đi. Thôi anh lớn thắp đi em dịnh cho chút xíu anh dịnh lên cho em nha. Anh lớn à, anh lớn nè của chú chị. Giờ mình đi mình quay làm caramel cho anh lớn. Thắp hương xong đi tới em là nha. Hồi đó chú Tiểu nhớ đi theo anh quay không? Ngày nào ông đi thắp nhang cũng đi theo chơi. Chưa anh mới có 18 phút mà. Như vậy 15 phút rồi. Nhà mình quay thêm nay quay cho anh lớn nữa hả? Nay quay cho anh lớn bữa nghe quý của chú anh chị. Cầm hai máy có gì quay nó hụt cái đầu thì cũng đừng có ấy nha.
mẫu chú là mau lắm quý anh chị. Lau dọn tí xíu là xong, khoảng tầm 10 phút là xong rồi. Xong hết anh lớn. Rồi xong đó. Xong rồi. Chuyện gì nó tắt sao? À quý chú anh chị. Rồi giờ đi heo cầm tay anh lớn lại anh lớn hấp nhang cho. Để cho mấy anh kia, mấy anh lớn kia cũng thắp hương xong đi tụi mình. À, để mình lỡ mình quay cái lúc mà những cái vở diễn của chú ha, mà đạt những cái danh hiệu ha, cao quý ha quý cô chú anh chị. À, năm 1991 thì chú đạt huy chương vàng triển vọng Trần Hữu Trang vai vịnh vợ Hòn Dũng Phu. Đến là sau 4 năm sau thì đến năm 1995 thì chú đạt giải huy chương vàng xuất sắc, giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang vai Nguyễn Điều Lô vợ Bức Ngôn Đầu Đại Việt. Sau 2 năm á, đến năm 1997 thì chú lại được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Với những cái vở diễn tiêu biểu của chú như là Vũ Áo Bụi Đờ vai Sơn Xì Ke, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vai Lương Sơn Bá, Sa Phu Đi Sứ vai Trịnh Ngọc Đường và Giang Sơn Mỹ Nhan vai Ngô Phù Sai, Sang Hậu vai Đồng Kim Lăng và Cô Đầu Hát vai Liêm, Ngụ Tự Tư Phật Sở vai Ngụ Tự Tư. Đó, đây là những cái vở tuồng mà hồi lúc trước khi mà còn có gặp đó em nhớ không? Mà bữa anh đều giới thiệu mỗi một ngày một cái vở tuồng cho bà con cô bác á, mà xem. Thì đoàn của chúng tôi hôm nay có đến đây Bến Cát thì tối 6 giờ có âm chiếu, thì bà con cô bác đi nhớ mang theo bao mền với giỏng rồi ha, đồ ăn thức uống. Lúc đó thì rất là vui ha, em nhớ lúc đó vui quá ha. Lúc đó là mỗi ngày khán giả phải nói là gỡ biết bao nhiêu quà này kia đồ ha, rồi cúng cơm cho chú mỗi ngày luôn đó. Bây giờ mình qua cái chậu này đi ha. Rồi đi đi. À, cái chậu này bà con cô bác hôm nay nhìn thấy không? Đèn. Tuyệt đẹp luôn, hôm nay mình xin bay lai cam bữa nha. Đó, của chú vậy. Bay lai cam bữa. Bay bay hồi đừng rớt điện thoại nha. Đó, quý vị. Bay lai cam. Cái đèn này. Đó, bà con cô bác thấy tuyệt vời không? Mẫu của chú là phải nói là nhìn từ ở trên nhìn xuống là xúc sắc luôn nè. Đó, thấy không? Rất là đẹp ha, từ trên cao mình xuống rất là đẹp luôn. Bầu trời xa xanh, hôm nay bầu trời đẹp quá ta. Đặc biệt là hôm nay hoa ra rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Đó, hoa ra là cứng luôn á. Bông ra nhiều quá anh Minh. Ừ, ra cứng luôn. Chứ rồi cây mai đây nữa cô chú anh chị. Rồi quý cô chú anh chị, mấy anh lớn với mấy chị lớn xong hết rồi tới mấy anh nhỏ. Mấy anh lớn xong rồi tới mấy anh nhỏ nghe chú Tiểu. Rồi anh lớn. Tiểu cười quá. Rồi chú anh lớn cầm giùm em cái coi. Anh lớn. Anh lớn hả? Tên lớn quá. Tới anh lớn là tắt lửa rồi. Nó lớn là tắt, ngủ tới là nhỏ chứ, nó nhỏ. Hết nhỏ. Tên nhỏ tắt lửa hả? Nhỏ tắt lửa để đốt lại. Đốt lại cho bà con tới người ta nhiều khi buổi chiều quá. Người ta hay đến muộn nha. Dạo này người ta hay đến muộn quá chú Tiểu. Rồi điện thoại nó. Giờ buổi chiều nó mát á. Hôm nay là ngày 29 rồi. Nam mô Nam mô Di Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 là ngày cuối tháng năm 2023. Là ngày Tây á, là ngày 10 tháng tháng 1 năm 2024. Thì Duy Minh xin thắp nén hương cho tất cả bà con cô bác và Duy Minh nguyện giái với các trình với các chư vị thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp nghĩa trang qua Duy Bình Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông tên thật Võ Văn Ngoan, có danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch,
nhằm ngày 14/2/2023 âm lịch năm Quý Mão, Hùng Thọ 66 tuổi. Hôm nay Di Minh xin thắp nén hương cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước gửi gắm đến Di Minh, những nén hương lòng cầu nguyện chú được giảng sanh về miền cực lạc. Nam mô Di Phật. Và Di Minh cũng xin cầu nguyện cho những người anh người chị ở nước ngoài như ở ấm cung được ngày 2/4/2022 con có chị điều mấy ở nước ngoài ở đó cũng được mình được theo khám cái gì ngày chứ nhận dùm cái này chị về đây để cũng trả lời cho mấy ông và cho chú của mình. Nam mô gì á? Chuyện gì nữa rồi? Kì. Tới cái gì nữa rồi kìa? Đây. Đi. Tới cái gì vậy? Đây cái gì vậy? Cái gì vậy? Chậu đó là chậu gì? Chậu đó là chậu gì? Chậu ngoài cây đó đó. Gì hả? Lấy cái kéo bị cắt hai luôn. Nói với chị. Hả? Cắt mình thay luôn. Chiều nay Di Minh ra cầm chậu đi ha. Cầm chậu đi hai luôn anh Minh. Hai luôn. Mà đắt đâu? Có đắt chưa mới được chứ. Cắt luôn đây. Ok. Đây. Hôm nay lấy khăn giấy mình ém lại. Giấy ém lại. Đây. Ở sao mà đại quá vậy? Đây nè giùm anh, ảo thật. Ồ hay quá. Trời ơi. Xong, ảo thật. Thôi. Cái em lại đựng cho nó rồi. Chú tiểu qua cái hướng này nè. Chú tiểu quay cái hướng này là nó ngược sáng nó đẹp nha. Đẹp không? Nó sáng. Đó. Sáng nè. Sáng không? Dựng lên chú tiểu. Khỏi em. Dựng lên ha. Dựng lên cho nó khỏe. Đó. Đây em làm cái này cái anh bỏ lớp vô đi ha. Quá tiện. Chiều nay bỏ mấy chậu bông vô chậu luôn của chú anh chị. Đúng rồi đó quý của chú anh chị. Hôm nay là chú tiểu làm caramel. Đó bỏ mấy chậu bỏ đất vô rồi, bỏ đất vô hồi bỏ mấy chậu bông bên đây qua nữa. Chú tiểu thấy làm gì được không chú tiểu? Được hả? Được á. Nghe mất kêu cho người ta. Về nên đang nghỉ mệt hết. Mười Hải về rồi.
nhiêu làm nhiêu. Làm nhiêu làm nhiêu đấy. Quá đẹp bài mẫu trời xa xăm đem lên nhà chờ luôn quá, làm sao mà đem nhà chờ luôn. Bóng người có chợ không, đem nhà chờ luôn không. Em có chỗ để rồi, thế nào để vô hàng gạo đó, để trong cái hàng gạo đó không có vô không, để trong hàng gạo đi, hàng gạo đó ta ba gạo hư rồi đó, chú gạo hư rồi đó. Thấy anh nói gì có lý không chú Tiểu? Không bỏ đâu. Đó, trong hàng gạo đó. Xong cái mình nào mà đem vô đó, vô mộ thì mình chuyển qua kia. Đem vô mộ rồi mình đem vô mộ mình chắc thẳng. Để mộ luôn hả? Nè mộ luôn. Nè. Rồi, mộ đi. Bây giờ chuyển qua nha. Cắt chậu bỏ vô đi rồi xin đất vô. Kéo nè. Quay đàng hoàng thôi chú Tiểu. Kéo nè. Thấy anh hết rồi đó. Mình cắt bỏ luôn đúng không? Ừ, cắt bỏ chậu không? Để cắt sai con đẹp mới được. Cắt bỏ luôn đẹp gì. À đây. Đó, ok. Mình qua đất. À, đang tính chụp ông dông muốn đưa đít vô hết chụp cho. Chiều nay cắt thôi nha, chị nói ra nha, chị nói ra nha, chị nói ra cái mộ đất trời. Bây giờ một người cắt ra, một người vô phân đi. Đúng rồi. Em ấy cho vô phân đi. Người vô phân đi. Đó, người vô phân đi. Đúng rồi. Tắt em đi. Đó. Cái đâu có gì mà móc. Ủa, khỏi cắt không? Ông phải đổ thêm bên đây nè, không phải là vậy không? Là không đâu. Thêm mà. Đây, áo ngực da của bờ Guna. Sợ. Áo ngực da bờ Guna. Đó. Áo ngực da của bờ. Giấy gì vậy? Lót giấy đằng ấy. À, bà con của bác nhìn nè, ha, như bên này nguyên nè phải không? Rồi. Ha, dở ra nè. Đó, sao nó thấy cái nước. Cái nước mà giấy nó cứ nước mà. Giấy nó chặn đất nó cắt rồi đó. Ấu thật da hả? Rồi chưa? Còn ấy không? Còn mà, sập bánh kìa. Ủa gì là mình lấy này lên đây luôn chứ vậy không mà. Vừa cần không? Để đi ông, coi nó được rồi. Biết giờ này em ở đâu em ra đây mấy này là đâu có ai làm phụ, kiếm cái ngồi bên kia nó nhảm ai nó vậy. Ông nào hả? Thì bây giờ anh Dông anh nói đi vậy. Đây. Ồ nè ốc ra nè chưa. Số phận bèo trôi này là để ngay cái màu chú là đẹp lắm nha quý cô chú anh chị, đẹp hay không ạ? À? Làm nhanh nhẹn luôn chiều qua nhanh lên đi, nhanh tay lẹ chân lên, nhanh tay lẹ chân ha quý cô chú anh chị. Nhanh tay lẹ chân lên đó. Nhanh tay lẹ chân luôn quý cô chú anh chị ơi. Đây. Đó. Tao mới còn hai cái nữa quý vị chú anh chị ơi. Hồi vô xong để nằm chụp hình cái mới được nha. Đủ đó. Hai cái chậu này để sau đi, để sau thay. Chưa đủ đất mà tạm thời để vô trong đây đi. Đó.
Rồi anh em làm xong tôi nằm tôi chụp hình nữa mới được ạ. À. Rồi móc màn hình luôn rồi. Không có tướng ở trên, chặn cái đấy lại. Đưa ra sau luôn, cái đó cái nào xong rồi đưa ra sau. Trời ơi, ông làm gì cái đó mà nó lỏng hỏng. Cái này đâu có được đâu. Ủa, làm gì chết rồi. Anh nhấn cái phần vô chặt luôn giống anh ngọc á, đều xung quanh luôn. Anh nhấn cái phần vô. Em xuống cho nó dẫn anh để nó lúc đó. Cái phần còn chú ơi. Danh tay lẻ chân. Đề nghị mấy anh bỏ sang bên ơi, để nặn sọn nghe. Cái nào xong rồi để một bên. Được luôn hả? Trời ơi trời. Chào quá rồi. Chào quá mà con. Đi nắng xin tôi đắt. Anh vô lấy ấy đi, lấy đắt đi. Đó. Mình đổ tháo lùm cho anh. Đủ đất rồi. Thấy đi đưa cái bao đi, đưa cái bao đi. Không có bao. Đưa đỡ cho đây. Đổ ra đi, đổ ra đi đi. Ấy không. Đổ dơ lắm. Mình quét con lại. Rồi, đi đi. Chưa chưa. Cái này chưa đi chậu. Đây nè. Bắt cái một cậu đó rồi đó. Đây đây. Có cái này gọi luôn à. Rồi anh lấy đi. Lấy đi. Trời ơi con có đủ đâu. Nhìn tay lẻ chứng lên. Gần không? Tú chiếc xưởng đất dưới hả? À, quý của chú anh chị, bây giờ thì đợi anh Ngọc, anh lấy bao đất kế bên nữa quý chú anh chị. Quý chú anh chị. Quý chú anh chị. Quý chú. Cho nó dễ xuống là được. Bây giờ mấy cái này thì cho chú Tiểu ha. Chú Tiểu về nhà chú Tiểu trồng ươi hộp lên để trồng tết bát. Về cho bán quá hay chú Tiểu. Chụp giùm tấm thôi. Cho nó gọn vàng, đâu vô đó đàng hoàng. Đúng rồi. Giờ là thấy anh dông trên bầu trời luôn. Ui, trong khi đang chờ đợi mấy anh em mình đi thắp hương xung quanh đi. Đúng rồi, đi đi. Còn mình sẽ đảo lại đây tiếp. Đúng rồi, đi đi. Làm tiếp đi. Mình phải tính toán ngày cảm đi cho nó nhanh nhẹn. Mình phải nhanh tay lẹ chân đó. Thời gian là vàng bạc quý của chúng chị. Cho nên là mình phải làm phải tính. Mình nói một người tính mà bằng chính người làm đó. Chờ anh Ngọc anh đem bác lại đây thì mình đi thắp hương xung quanh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 20, 12, 4, 6, 8. Một người chính, chính người làm hả? Nhưng mà vì mình không làm thì thôi, vì mình mà làm cái là cái cách tính làm nhanh lắm. Ô quý vị, mình không cần phải làm nhanh mà mình phải tính làm sao cho làm nó nhanh mà nó gọn nhất, thời gian là nhanh nhất. Chứ mình làm nhanh nhưng mà mình không biết tính đó thì nó cũng như nhau à, nhiều khi nó thua nữa, kết quả là lại không được, đúng không chú Lễ? Ok. Sao nói gì cô em cũng chịu phản biện lên chứ gì, phản biện lên có cái để nói chứ. Đúng không, mình làm xuyên nhưng mà mình không biết tính là nó cũng thành
Ok, Z35. Đó, đi. Trong thời gian mình thấy là mình thấy ra. Cắt nước rồi, không dám nước. Anh Minh làm nhanh, rất nhanh luôn cô chú anh chị. Hồi hồi anh Minh là anh Minh cấm từ từ là đi trò chuyện với cô chú anh chị. Tại vì lúc nào gấp mình làm theo gấp. Ủa, mới thấy ai trồng gì luôn hả? Hai con đó. Ăn có anh nêu rồi ha, phụ rồi nhanh nêu của này anh nêu đi đi về Sài Gòn rồi. Cầm đồng cũng vui ha, ít cũng không vui. Tiểu nhớ cái ông cháu của ông cháu ai? Cháu của ông Lê Mông Hoàng không? Sao? Có cái ông mạo nha, ông nhận nhận là cháu ổng đó. Biết như giờ. Làm ở đây là mình phải có sự liên kết với nhau. Ok. Là mình làm mới nhanh mà nó gọn nữa. Cái gì mà thấy thèm hả chú Tiêu? Mặn hả? Phơi nắng giết nó lẹt luôn à. Rồi. Ủa, có bánh nè. Tức ngọt. Chắc là chưa người nhà lên thấy vậy. Đúng rồi. Người nhà lên. Ở bên đây cũng có nữa nè anh Minh. À mà chịu vô ăn bánh nghĩa trang á. Ngày nào đi vô đi vòng một khu nghĩa trang này không là bánh gom như một đống luôn á. Ăn no luôn hả? Ăn no luôn. No gì. Đi nhanh cũng về phụ nhập nữa. Rồi chạy ghét. Rồi đi. Nhanh. Bất ngờ Duy Minh chạy gấp. Bất ngờ Duy Minh chạy gấp. Cái này mình xong rồi mình đưa qua bên gì nè. Nào xong đưa quăng bên. Cái này xong chưa? Sắp cho đẹp đẹp đi, hồi chụp cái nó mới được. Cái mình chụp đó. Cái đất này mới ngon nè. Đặt cái nãy chứ không ngon mà cái này. Còn cái đây nữa hả?
Hồi mắt má quýnh lắm rồi. Không chịu phụ người ta mà còn đứng đó mà còn ngày ấy nữa. Bây giờ đợi cái clip trời. Ông đang đăng clip cả. Nhỏ chắc máu quýnh dữ lắm. Lấy cái ấy cho chàng đắt lên gì đấy. Nhiều vô cái này nhiều vô. Rồi lấy ống dội đi cho chỗ đó sạch lên ngập. Rồi xong chơi cho đẹp cái tôi mới chụp được. Rồi chưa? Bây giờ mình lấy mình để vô trong đó đỡ đi ạ. À? À, người ta chụp hình cái nữa mà kêu. Vô trong hàng rào đi. Vô trong hàng rào mình nói. Giờ mình đi. Là vô mẫu luôn không? Vậy là phải rửa lại mới được. Rồi ok. Rồi làm không neo xong chụp cái nữa mấy quên. Tùy ý quên. Rồi, để cái này vô chú đi. Vô đây chú tiểu. Rồi, vô. Tiểu anh làm mẫu cái coi. Tiểu phải quay sắp màu nè, màu nào theo sắp màu chỉ điều đẹp. Điều đẹp nha anh Minh. À, theo đó ha. Rồi. Tùy ý quên. Sao? Bên một 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 bên tám cây nó có ba màu lắm, nó ba màu lắm, nó không phải một màu đâu. Tùy ấy quên. Bây giờ sắp được coi màu ấy. Rồi đi lên Minh. Nó ba màu lắm. Cô quái đi lẹ cô quái. Đây nè, mình nhúng đít ở đây sẵn đi, mình bỏ đây đi. Xong rồi một lọt một nó nhiễm nước xuống đây rồi. Đó, cho nó rút nè, cho nó rút nó khô, đừng có dơ mộ chú nè. Khoan, đợi đây hai nước mới mình. Nó bỏ nước xuống nè. Tị ý huynh. Nước đó mình đã. Nhỏ máu quýnh không gì lắm. Nhỏ máu quýnh không thiệt. Đó. Xong mình để đây nè cho nó gõ nước. Mình
xong cái mình đi rửa giò cái luôn nè, đi rửa giò cái xong vô chụp hình, vô chụp tấm cái nữa hết Ngọc. Ông này ông đi nhanh hơn ca sĩ nữa cha ơi. Đủ 8 cơ, đủ 8 cơ. 2 4 6 8. 2 chậu nữa mới 8. Rồi xong mình đem lên nhà chờ luôn. Nay mình quay clip 1 tiếng luôn nè. Cái gì? Tiếng rồi đó. Gì tiếng vậy? 41 phút rồi. Dở cái chân lên. Bên vàng bên đỏ anh Ngọc anh canh. Không, mình đổi bên xoay ăn sao len mà sao vậy? Rồi anh Ngọc. Đó, chưa. Đó. Này chụp mà hồi đăng TikTok chịu em. Chắc mình phải đổi như... Ồ, 8 đủ nè. 2 4 6 8 10. Đó. Ok, quý cô chú anh chị ơi, hiện tại giờ là mấy anh em mình đã làm xong cái khu vực hai cô chú. Đó. Chắc là đây sắp tới là mấy anh em mình phải để ở đây luôn quá. Ok. Để đây cho khi mà ai đến nè, người ta thấy bông hoa người ta không có đi vô sát mẫu của chú ha. Đó, quý cô chú anh chị. Đó. Ok, thấy gì là ok đó. À, ok à. Đẹp. À, cảm ơn chị Hồng Ngọc ha. Rồi. À, cho mấy anh em làm một cái việc rất là ý nghĩa luôn. Rồi, ok đó. À, à, tô điểm trang trí mẫu chú lúc mà sắp Tết đến. Rồi ok, cậu ấy ơi. Hả? À, ok không? Em ghi review vòng vòng coi. Rồi, cầm gì chích chăng em? Comment mà chứ rồi. Ok. Ok, cậu ấy ơi. Đó. Rồi em quay sát xuống dưới đây. Rồi quay sát xuống. Sát xuống và chậm lại cho bà con cô bác xem. Đó. Đó, bung có một chấm. Một chấm nè. Đó. Hạ xuống. Hạ xuống ha. Ờ, đó cho bà con cô bác xem. Từ từ. Để chỉ kỹ thuật cho quay thôi. Rồi, đó bà con cô bác nhìn kỹ nha. Rất là đẹp luôn. Đẹp không? Đó. Ok không? Thấy ok không? Đây để anh quay cho bà con cô bác. Đây là quý của chúng chị. Đó. Rất là đẹp ha. Nó bị ao nét rồi đó. Đó, quý của chúng chị. Hai hàng hoa. Rồi chụp cho anh bộ hình coi. Rồi quý cô chú anh chị ơi, Duy Minh xin kết thúc video tại đây và mấy anh em mình sẽ giờ đem lên luôn hả sao? Chưa chụp cái mới được. Mình vậy. Thử đi coi mấy con kia nó có sử dụng. Thôi vô đi chụp. Vô nãy nữa thôi, giờ đem lên luôn đi. Vậy là thôi, vậy là ngày mai là mình đem ra mình để gan gì luôn nha. Rồi ok. Lên chỉnh cái hai anh em mình để hai hàng hai bên luôn. Để hai hàng hai bên luôn xong cái mai mình chỉ việc là đem một hàng thấy nó có thứ tự hết. Rồi ok, đồng hồi hộp. Vậy luôn không? Ừ. Hai hàng luôn phải không? Rồi ok. Không thay đổi ha. Đúng rồi, chú Tiểu làm cái gì đây? Định luôn ha. Rồi. Đó. Rồi, bây giờ chú Tiểu cầm đi làm camera đi hai anh em mình đem đi chỉnh. Được chưa? Rồi, vậy là mấy anh em mình sẽ dọn lên quý của chú chị và sáng mai sẽ làm mì gan gì ha quý của chú chị. Chú Ngọc mày nè.
Rồi. Ông ơi. Thôi ông đi về đâu mất tiêu cậy ông đi. Nè nè. Nè. Ông nhăn rồi kìa. Rồi ok. Bướm được bướm ít thôi. Ba cái được không ta? Ủa, cũng coi hai cái ba cái được. Đây. Thử. Ông Minh này ông đi nhanh ghê luôn. Bướm ít thôi, bướm nhiều gãy bông kim nọc hết. Chậu đền đền đó. Chậu này bao nhiêu? 4 triệu không? 30 ngàn à. Mấy? Mình em mà quay lại em phải lên mấy bên trên làm nhìn nó mới sáng. Rồi, rồi ông đứng đó đi, ông đứng. Sáng. Rồi ông đứng đó đi để lên cá. Rồi đứng đó đi, đứng. Rồi chỉ cho quay thiệt. Nặng chứ. Ui. Cái giỏ nó nặng kìa. Thầy không có thấy ôm á. Ơi, cái này đó là thằng riêng nha. Ơi, đứng lại được nha. Dì nói, đi. Đi. Dài lắm rồi đó. Tiếng đồng hồ luôn đó. Thằng tiếng rồi gì nữa. Tắt đi. Quay tròn luôn hả? Tối về đăng lấy wifi đăng luôn hả? Chiều có mối chưa. Đâu làm sao làm lại anh Dông? Làm sao? Làm lại. Nhanh xong đi về đi. Cái phòng hồ hội viên vô đuổi 4 giờ rồi đó. Bữa nay đuổi rồi cơ hai viên luôn. Đờ. Lại ngon chặt. Thôi sợ. Kiếm người ngồi xong luôn. Đợi đợi đi. Áo vàng bỏ hoa vô vô trong thùng rác của chị Ngọc. Chào, chào. Rồi nè anh cầm đây. Rồi. Rồi chụp em đúng rồi. Rồi ok. Vậy. Thiệt đẹp luôn ha quý cô chú anh chị đó. Anh Phong. Lên đây nói nghe nè. Lẹ đây. Rồi. Cô gì ba chửi gì quá tàn rồi. Không có ông Vũ Linh gì à. Không biết chửi ai không biết nữa. Cô tập vụ bức xúc. À, bà chửi ai không biết nữa. Chửi cùng Long mấy mình đó chứ ai. Gì hả? Mấy anh em làm gì đâu chửi. Thì tức. Tức gì nữa ông nội? Nghe ngăn tức tử. Ủa anh em đâu có làm gì đâu. Người ta làm hả? Rồi khó quá bỏ qua đi. Đó xong rồi quý cô chú anh chị ơi. Chưa tắt bếp nữa hả? Chưa. Chưa uống nước cái luôn tắt. Giờ cắt nước lắm rồi đó. Ờ đúng rồi không. Mình làm đi làm hải hoa chị Ngọc là phải uống nước chị Ngọc nè.
Nó cho Hải hả? Hải ba xây nguyên cái tháp cho nó uống luôn. Đó, người trai đi ha, ba người ba trai. Đó, quý cô chú anh chị. Mấy anh em mình làm xong rồi. Nhưng mà cái công việc mà mình làm xong mình thấy thoải mái lắm quý cô chú anh chị. À, làm mình cho mộ chú đẹp là anh em mình sẵn sàng ha quý cô chú anh chị. Bây giờ chắc là Duy Minh xin kết thúc video ở đây quá quý cô chú anh chị ơi. Mong bà con cô bác xem video. Nếu thấy yêu quý anh em mình thì đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh nha. Thì Duy Minh cũng chào chú, tụi con về. À, hẹn bà con cô bác là một video sáng mai nha. Xin chào bà con ạ. Quay tiếp đi, đừng tắt.